chào các bác nhá. Hôm nay là cuối tuần nên là tôi về quê ăn cỗ với em gái nhà cô ruột tôi, thì là tuần này là không đi câu được. Thì xin giới thiệu, hôm nay sẽ chia sẻ với các bác một cái đám cưới ở quê thường như thế nào. Bây giờ nó như không như ngày xưa, thì bây giờ là một đám cưới bây giờ là nhà đi rất là nhiều. Bây giờ là mỗi ở một cái làng là có một cái nhà văn hóa này. Đây là cái làng tôi là có hai cái nhà văn hóa. Cái nhà văn hóa này mới xây xong thì bây giờ là các gia đình tổ chức đám cưới thì đều ra ăn tập trung ở đây. Tại vì ở trong nhà thì ăn ở trong nhà nó chặt hơn. Đấy. Kia là khu vực hội trường. Phía bên này là khu vực nấu ăn. Đây là cổng đón tiếp này. Hôm nay là thả cá hồ dịch vụ. Thả tôm hồ dịch vụ. Đúng thả cá thế. Mấy con. Tôm này to nhỉ? Tôm to nhỉ? Không. Đâu nó đắt cân rồi. Sống nhận hay nói. Đắt cân. Vâng. Bao nhiêu mà? 36. Nắm vào máy chưa? Bao cân? Vào ra theo. Đâu. Nhà ấy ổn thế nhỉ? Cái nước
hơn 3 đĩa. Cái gì à? Gì? Tiếp. Bánh xe. Đâu rồi, để đây. Dạ. Cái gì kia à? Đây đây, trong đấy. Lộn. À, bao nhiêu đĩa đó, bao nhiêu đĩa? Cái đấy 36 cái đấy. Lộn hoa chuối. Có xếp gì? Ừ, sợ thiếu. Nó nhiều hết lắm. Mỗi cái này là bao nhiêu? Mỗi cái đấy là 8 cái. 10 cái là 80 đĩa. Với cả có 10 cái ở trên này này. Cổ con dài thêm 4 cái của em dài thêm 6 cái. Câu rồi là 3 lạng anh nhỉ? 4 lạng. 4 lạng. 3 lạng. Một bếp tí. Tôn đấy, để cho bà bếp ra đấy bà. Nó to lắm. Ờ. Còn nếu nhà ngoài mà hàng nguyên sống thì nó một lửa cân. Rồi em thấy thì có những cái loại chim bồ câu nó lai nước ngoài thì to lắm. Đấy, Pháp ấy. Thịt chắc phải sẽ như này rồi mà còn được xịt muốn này. Chim bồ câu. Cái này là rán đi anh không ơi? Rán đúng không? Cái này là rán. Ừ, chiên. Đến rồi, tẹo xem nào. Thôi. Hả? Thôi mua mấy thôi. Thôi gì? Thôi chứ quay đây ô đùa gì? Thôi sao được? Chú đùa à? Chú phải thổi hút cái kia chứ. Ở đây giữ lông, ở đấy giữ đầu không có bệnh, nó bệnh.
thổi ra được á. Long giữ trên đi, nó bành là nó cũng được. Cháu tưởng là phải hút cái vòi kia thổi lại ra. Long giữ cho nó khỏi bành. Đây là đình làng rồi chú ạ. Bành đâu? Bành rồi, mất nước rồi. Có bành đâu, vẫn giữ đây cái vòi đây. Thôi. Mãi nữa. Yếu. Mệt quá. Hết hơi rồi. Và rượu say quá, mệt quá. Công lực khỏe, thanh niên. Thanh niên là không chịu tự tập huấn công lực. Rồi sáo rồi. Đấy, đấy. Đấy, mẹ lại mẹ. Cho luôn tiếp luôn vào rồi. Chương trình rồi sao mà mẹ thấy sáng không ạ? Lanh quanh sáng lanh quanh. Người giờ say. Say say. Đinh đang thơm lừng không mà. Đấy là quá vĩ. Ôi trời ơi. Thẩm đích chưa? Đấy. Chú bóp sâu quá, không phải đấy. Bây giờ lấy một cái bình nữa xong cứ hứng luôn ở dưới. Xong cho tặng luôn vào. Mỗi lần thổi này mệt lắm, say trước khi cả ăn. Chắc luôn ra, chắc. Chắt luôn là tất cả nó. Mẹ ơi, từ giờ đến trưa khi say bộ ba từ giờ hút rốt rượu say. Mỗi lần thổi là một chén thì đó. Đây là hai ca cái xong. Khu dòng không ở khu dòng kéo chứ. Đấy. Không phải à? Làm cửa cái này phát để chú làm hết cái đấy đi mà. Quay mà. Đi. À bà lấy cu kia sao vậy? Đào. Cá tô này. Cá gì chị nhỉ? Cá tầm à? Con này là tẩm bột chiên xù, à chiên giòn. Chiên giòn đấy. Mang hàng một túi rưỡi thì. À, cái này không cho cái thêm cái bột đấy rồi. Chiên giòn. Sao bên này? Đây chiên giòn đây, cái này cho chiên xù đây. À cái chiên xù là cái khác. Đây là cá tầm tẩm bột, cái tôm rán.
cháu thấy vẫn thấy thiếu, cháu vẫn thấy thiếu, vị em này vẫn thấy thiếu, vẫn thấy thiếu, vẫn thấy thiếu. Theo cắt vào tay nhá, theo cắt vào tay nhá. Đang ngồi đánh khỏm trong lúc chờ ăn. Trước mắt các bác là hội trường, ở đây chứa được 70 mâm cỗ liền một lúc. Cái là hai bên sân có thể là thêm được khoảng mấy trăm mâm nữa. Giờ thì ăn buổi chiều nay sẽ làm 70-80 mâm, còn ngày trưa hôm sau là cưới chính sẽ thêm khoảng độ 70 mâm nữa. Bây giờ thì là có cái đội phục vụ riêng. Bèo ơi, ra đây. Công tác chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ là chuẩn bị bán cỗ. Mèo ơi! Mèo! Mèo đâu rồi? Hôm bên này